vay thấu chi VP Bank, tạm ứng nhanh với nhiều ưu đãi đặc quyền. Từ năm 2011, ngân hàng VP Bank đã cho ra mắt sản phẩm vay thấu chi tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân với các hạn mức khác nhau để tạo điều kiện giúp cá nhân có thu nhập ổn định có thể điều chỉnh được khoản thu, cũng như cân nhắc trong việc đăng ký làm thẻ thấu chi VP Bank. Thuật ngữ vay thấu chi được sử dụng để chỉ việc bạn có thể thanh toán vượt mức số tiền thực có trong tài khoản. Ngân hàng sẽ tạm ứng cho bạn với một hạn mức thấu chi tối đa tùy thuộc vào độ uy tín của bạn và tính lãi suất vay trên số tiền chi tiêu vượt hạn mức đó. Ví dụ, ngân hàng cấp hạn mức thấu chi cho tài khoản của bạn là 10 triệu. Hiện trong tài khoản của bạn chỉ có 2 triệu, nhưng bạn có thể chi tiêu tối đa được 12 triệu. Bạn chi tiêu hết 8 triệu, nghĩa là bạn chi tiêu vượt mức số tiền là 6 triệu, vì hiện bạn chỉ có 2 triệu. Ngân hàng sẽ tính lãi suất trên số tiền bạn chi tiêu vượt mức đó, 6 triệu cho đến khi bạn hoàn trả lại 6 triệu này. 1. Ưu điểm của vay thấu chi VP Bank. Vay thấu chi ngân hàng VP Bank là giải pháp tối ưu khi bạn đang cần một khoản tiền gấp với nhiều ưu điểm. Cho phép thấu chi tín chấp không tài sản đảm bảo với hạn mức lên đến 200 triệu đồng. Lãi suất cực kỳ ưu đãi so với các ngân hàng khác. Giải ngân nhanh chóng vào tài khoản lương. Cho phép rút tiền mặt tại quầy hoặc thấu chi tại cây ATM. Khi bạn cần tiền mặt gấp mà không thể vay cá nhân nào xung quanh, bạn có thể dùng thẻ thấu chi và rút tiền từ tài khoản thấu chi của bạn nếu còn hạn mức. Ngay khi bạn hoàn lại số tiền đó vào tài khoản thấu chi làm tài khoản thấu chi không bị âm nữa thì bạn cũng sẽ không bị tính lãi nữa. 2. Điều kiện làm thẻ thấu chi VP Bank. Khách hàng muốn đăng ký làm thẻ thấu chi VP Bank cần đáp ứng những điều kiện sau. Thời gian công tác tối thiểu 1 năm không tính thời gian thử việc. Mức thu nhập hàng tháng tối thiểu 4 tháng 5 triệu trên tháng. Được chi trả lương hàng tháng qua các tài khoản ngân hàng. 3. Thủ tục làm thẻ thấu chi VP Bank. Đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ. Giấy đăng ký mở tài khoản đối với khách hàng chưa có tài khoản tại VP Bank. Bản sao chứng minh thư trên hộ chiếu. Tài liệu chứng minh vị trí công tác. Tài liệu chứng minh mức lương và trên hoặc thu nhập hàng tháng. Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác, nếu có. 5. Các sản phẩm vay thấu chi khác của VP Bank. Có hai hình thức vay thấu chi là vay thấu chi tín chấp và vay thấu chi thế chấp. 1. Thấu chi online trên tài khoản lương. Sản phẩm thấu chi trực tuyến dành cho khách hàng nhận lương qua tài khoản VP Bank có nhu cầu chi tiêu vượt số tiền có trong tài khoản thanh toán. Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, thuận tiện, không cần tài sản bảo đảm, giải ngân nhanh chóng. 2. Thấu chi cầm cố sổ tiết kiệm online. Bạn có tài khoản tiết kiệm online tại VP Bank nhưng chưa đến hạn tất toán. Bạn không muốn mất đi khoản lãi vay ưu đãi của số tiền tiết kiệm này nhưng lại đang cần gấp một khoản tiền để chi tiêu ngắn hạn. Hãy sử dụng sản phẩm vay thấu chi cầm cố tài khoản tiết kiệm online của VP Bank để vừa có ngay khoản chi tiêu ngắn hạn lại bảo toàn được khoản lãi tiết kiệm. Đặc điểm: hạn mức cho vay, tối thiểu 10 triệu đồng, tối đa 500 triệu đồng và đảm bảo, trong mọi trường hợp không vượt quá 80% tổng giá trị khoản tiền gửi tiết kiệm online được cầm cố. Tổng giá trị tài sản đảm bảo, tối thiểu 12,5 triệu đồng. Thời gian cho vay, tối thiểu 1 tháng, tối đa 12 tháng. Phương thức trả nợ, lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chi thực tế, trừ vào tài khoản của khách hàng vào cuối tháng, gốc thu vào thời điểm kết thúc hạn mức thấu chi. 3. Thấu chi có tài sản đảm bảo. Đặc điểm: hạn mức vay cao đến 300 triệu đồng. Thời gian cho vay, 12 tháng. Phương thức trả nợ linh hoạt. Thẻ thấu chi VP Bank với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội, phù hợp với nhu cầu và bắt kịp xu hướng thị trường chắc chắn sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.